Tuyển thủ cờ Soki chuyên nghiệp trẻ nhất của Nhật Bản, Em Shota Fuji mới đây đã làm nên lịch sử với kỷ lục 29 trận thắng liên tiếp sau khi giành chiến thắng trong một ván cờ kéo dài 11 tiếng ở thủ đô Tokyo. Kể từ khi ra mắt vào tháng 12 năm ngoái, cậu bé 14 tuổi này đã bất bại, khiến nhiều người hâm mộ phấn khích. Đối với em, thắng 29 trận liên tiếp là điều nằm ngoài sức tưởng tượng. Em vừa cảm thấy vui, vừa thấy bất ngờ. Soki là một loại cờ phổ biến ở Nhật Bản. Hai người chơi trên một bàn cờ 9x9. Các ô không có phân biệt về màu sắc như cờ vua. Hôm nay một thế lực trẻ đã làm nên lịch sử. Tôi nghĩ nó là một chiến thắng tiếp thêm hy vọng và ước mơ cho người dân Nhật Bản. Kỷ lục trước đây thuộc về một người đàn ông 56 tuổi tên Hiroshi Kamaya vào năm 1987 với 28 trận thắng liên tiếp.